chàng đi tìm chiếc chày xinh nối vừa cái cối để mình thành đôi. Đợi chàng đã quá lắm rồi, thế mà chàng gửi thiệp mời tân hôn. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm game nối từ. Để mình giới thiệu qua về sản phẩm mà các bạn sẽ mình và các bạn sẽ cùng làm trong cái nít video lần này, thì đấy là game nối từ. Thì như các bạn đã thấy thì khi chạy nó sẽ hiển thị chữ là chào mừng các bạn đến với game nối từ, và các bạn sẽ có 1, 2, 3, 4 chế độ chơi, nôm na là những chế độ chơi, 3 chế độ chơi. Thì ví dụ như đầu tiên mình sẽ lựa chọn chơi với máy 4 đi, máy dễ đi. Thì cách chơi đơn giản thôi, đầu tiên thì mình sẽ đi ra từ đầu tiên. Ví dụ như là con cò. Con cò thì máy sẽ đưa ra lượt tiếp theo là cò quay, và sẽ chơi đến khi nào mà một trong hai bên chịu thua thôi. Đấy. Thì ví dụ như là mình chơi quay tròn. Tròn trịa. Trịa. Ôi, vừa vào đã bị máy nó chơi rồi. Rồi đấy, trịa đi và máy đã thắng. Bạn chưa đủ kiến thức để chơi thì đây mình sẽ có thể đấy với máy dễ rồi nhá. Và các bạn có thể chọn với những máy khó hơn. Ok. Mình vào bàn nhá. Alo, chào bạn. Thì hôm nay ở buổi đầu tiên của game nối từ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là hiển thị cái menu trước nhá. Thì đầu tiên là mình cũng sẽ tạo mới ra một project trước đã. Bạn nhớ chọn cho mình cái Java with an này, xong rồi Java application này, xong bấm like này. Mình ra tên là game nối từ đi. Game nối từ. Rồi ok. Thì việc đầu tiên là hiện cái menu đúng không? Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cơ bản trước nhá. Thì thực ra ở trong cái thằng console này nó có hỗ trợ hiển thị màu theo kiểu này, thì các bạn có thể xem lại cái video mình sẽ nói chi tiết hơn về cái hiển thị màu này, ở mình sẽ để bên dưới phần bình luận và mô tả, các bạn có thể xem qua nhá. Thì còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái hiển thị kiểu bình thường thôi, bình thường trước đã nhá. Ok, thì đầu tiên sẽ là câu lệnh quen thuộc thôi, system.out.println. Thì các bạn có thể gõ system.out.println hoặc gõ chữ F xong rồi bấm Ctrl cách thì sẽ hiển thị ra cho các bạn, xong các bạn chọn này enter này. Đấy, thì đầu tiên mình sẽ hiển thị giống hệt cái menu kia nhá. Chào mừng đến với game nối từ. Ok, đấy, hiện dòng đầu tiên. Thì tiếp theo nữa thì hiện dòng tiếp theo thì nó sẽ là vui lòng chọn. Vui lòng chọn. Đó, sẽ hiển thị tạm thời thì sẽ hiển thị như này. Đấy, sau khi hiển thị vui lòng chọn xong thì mình sẽ hiển thị các lựa chọn. Hiện tại thì ở đây thì ở bước đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là hiển thị có hai lựa chọn thôi, một là chơi với máy khó, hai là thoát thôi chẳng hạn. Đấy, một chẳng hạn, ví dụ người dùng chọn một chẳng hạn thì sao, thì sẽ là chơi với máy khó đúng không? Chơi với máy khó. Ok, đấy, cơ bản trước đi, từ cơ bản đến nâng cao trước. Thì mình sẽ hiển thị hai lựa chọn thôi, cũng như kiểu tán gái, cũng không thể bộc phát đến phát là cưới con nhà người ta được. Các bạn phải từ từ làm quen người ta xong mới đến việc lắm tay rồi thoát. Đấy rồi, đấy, xong mình sẽ bấm shift F6 này để run này. Đấy, đơn giản thì nó chỉ hiển thị như này thôi. Thì nhưng bây giờ vấn đề là mình sẽ phải đưa nó vào một cái vòng lặp để người ta chọn. Ví dụ hiển thị như này xong này, mình sẽ phải cho người dùng chọn một hoặc hai đúng không? Đấy, hai là thoát chẳng hạn. Đấy, và sau đấy còn nếu nó một thì sẽ là bắt đầu chơi chẳng hạn. Đó, thì mình sẽ đưa nó vào vòng, mình sẽ tạo ra một cái biến trước đã. Biến in the sự
mình sẽ là gọi là tên tiếng Việt đi, sự lựa chọn của người chơi. Ui dài quá nhỉ. Ồ dài quá, dài quá, dài quá, dài quá, dài quá, dài quá. Thôi mình sẽ đặt là người chơi chọn. Đấy, viết cách này cho dễ nhìn nhá. Đấy, mình sẽ người chọn bằng không đi, được chưa? Đấy, sau mình sẽ đưa cái hiển thị cái đống sheet từ chấm A vào cái vòng lặp chẳng hạn. Đấy, vòng lặp while, khi nào vòng lặp này sẽ lặp đi lặp lại và hiển thị cái câu này cho đến khi nào mà người dùng chọn. Cho đến khi nào người dùng chọn hai khác hai. Nếu như người dùng chọn bằng hai không thì nó sẽ thoát đúng không? Còn nếu như đây thì mình chọn là khác hai thì sẽ hiển thị tiếp chẳng hạn. Xong ở đây sẽ là cái phần để lấy ra cái sự lựa chọn của người dùng chẳng hạn. Thì mình sẽ dùng cái biến là biến sorry các bạn nhé, kiến thức mình hơi bị nủng một tí, mình quên nên là biến scanner quên, nên là mình sẽ thi thoảng mình sẽ nhìn lại code cũ của mình code. Thế những câu lệnh này đơn giản thì nếu như bây giờ các bạn trẻ rồi các bạn có thể dùng ChatGPT xong các bạn nói cho nó chúng nó hiểu thì thằng ChatGPT nó sẽ viết ra cho bạn thôi, nhưng mà mình khuyên là những cái phần cơ bản này không lên để xài ChatGPT gì cả, về sau kiểu các bạn sẽ bị lười tư duy ấy. Mình dùng ChatGPT một thời gian mình cũng bị lười tư duy luôn đấy. Input bằng new scanner đó, thì một là các bạn có thể gõ các chân cách xong rồi là nó lỗi vậy của scanner đúng không, đúng mà scanner đúng không, new scanner nhưng mà quên, mình quên tiềm tiền tố nó là system.input system.in đó. Thì cái biến scanner input này sẽ làm nhiệm vụ là nhận cái sự lựa chọn của người dùng vào trong này, đúng chưa? Thì mình sẽ nhận qua cái gì thì mình sẽ nhận, nó sẽ trả về cho mình string thôi. Thì mình string thì là mình sẽ đặt tên là biến là người dùng nhập đi, người dùng nhập bằng input chấm lake này. Đấy, đó, người dùng nhập chấm lấy này. Xong đây mình sẽ chuyển, bởi vì là mình muốn đang biết người dùng chọn nhập là cái phím 1 hay nhập phím 2 đúng không? Ở đây mình chỉ thì ở đây mình sẽ kiểm tra này, mình sẽ chuyển cái biến người dùng nhập string này về dạng in trước đã. Thì ở đây mình sẽ khai báo một biến in này, như tên này mình cũng đặt là người dùng nhập int đi. Đấy, thì mình sẽ dùng một cái biến là chuyển từ dùng hàm của integer chấm path thì nó sẽ chuyển từ string về cái dạng biến in đó, integer này chấm path này. Đấy, path in này. Đấy, các bạn truyền vào cái biến người dùng nhập kia. Đấy, chấm phải này. Xong ở đây các bạn kiểm tra nếu người dùng nhập in này mà bằng bằng một thì thế nào đó đúng không, còn nếu không thì thế nào. Nếu người dùng bằng nhập thì mình hiện tại mình sẽ hiển thị đây system.min, mình sẽ hiển thị một cái là người dùng chọn một đi trước đã, người dùng chọn một này. Đấy, còn nếu không mình cứ từ từ nhé. Rồi, xong bây giờ mình sẽ chạy thử này, sheet F6 này. Đấy, bây giờ nó đã dừng, chương trình đã dừng ở đây để cho mình nhập rồi. Đấy, thì mình sẽ đầu tiên mình sẽ nhập thử nhập một này. Đấy, người dùng chọn một này. Đấy, xong nó hiện tiếp tục hiện cái menu này. Nếu như mình nhập hai này, đấy, nó sẽ không nhập, nó sẽ không chạy.
nó sẽ vẫn chạy tiếp. Các bạn biết tại sao? Bởi vì là cái biến người dùng chọn này lúc ban đầu mình đang khai báo là không, và trong cái vòng nạp này, trong cái vòng UI này thì mình không có một cái câu lệnh nào để gán giá trị cho nó cả, nên nó sẽ không thay đổi. Thì đây thì mình sẽ hiển, mình sẽ copy copy cái biến này đây, mình sẽ gán cho nó bằng cái thằng này đấy. Thay vì là mình tạo ra cái biến in mới thì mình sẽ gán luôn vào cái biến người dùng chọn này. Thì dưới này mình sẽ chỉ cần kiểm tra cái biến người dùng chọn này thôi. Đấy, bây giờ mình bấm dừng này, xong mình bấm run tiếp nữa này, run một lần nữa này cho các bạn xem này. Rồi bây giờ mình chọn một này, đấy thì nó sẽ vẫn hiển thị người dùng chọn một đúng không? Đấy, nhưng bây giờ mình chọn hai này, đấy thoát luôn, bởi vì là người chọn là bởi vì người dùng chọn hai là thoát, bởi vì nó khác với cái thằng này rồi, nó đang nó khác với cái điều kiện của vòng while rồi, là người dùng chọn hai là bằng hai là nó sẽ lập tức thoát luôn, ok chưa? Đấy thì bây giờ dừng lại một chút nhé, dừng lại một chút để mình giải thích cho rõ nhé. Khi mà người dùng nhầm một này thì vào đây mình đã hiển thị cái biến người dùng nhầm một xong, sẽ nó sẽ lại tiếp tục nó chạy lại, nó kiểm tra tiếp hiện tại cái biến người dùng chọn này bằng một nó vẫn là khác hai không, thì sẽ vẫn chạy tiếp không, nó sẽ hiển thị tiếp cái dòng này đấy. Thì sau khi đấy này, sau khi đấy xong thì người dùng khi mà mình nhập vào là hai này đấy thì nó lại tiếp tục nó quay lại nó kiểm tra, lần này là bằng hai rồi đấy, thì điều kiện này là không thỏa mãn nữa rồi, điều kiện không thỏa mãn thì lập tức nó chạy ra ngoài đó. Đấy, giải thích đơn giản thì nó như thế, ok. Nhưng mà bây giờ tiếp tục nữa, có một trường hợp là bây giờ ví dụ như mình chạy này mà mình nhập vào ba chẳng hạn, đấy thì sao, ba nó không thuộc một hay hai, nhưng ba nó không thuộc một hay hai đúng không, đấy nhưng mà nó vẫn hiện thị như này thì về logic thì không được hợp lý lắm đó. Thì bây giờ mình sẽ giải quyết đến cái trường hợp người dùng không nhập một hoặc hai này đấy. Thì ở dưới này mình chỉ cần kiểm tra đây như này, mình sẽ làm kiểu này ở trong trò cái ở vào các bạn ra ngoài class này, các bạn hiển thị cho mình xem nào, bạn viết cho mình cái hàm pub public void public int. Có cái dùng hàm chúng ok, tiếp theo nhé. Bây giờ ví dụ trường hợp này, ví dụ bây giờ đến trường hợp tiếp theo là ví dụ người dùng mà không nhập vào một, không nhập hai mà nhập số khác hay sao, ví dụ mình nhập là ba ha, thì nó vẫn hiển thị như này, về mặt logic thì không nên hiển thị như này, nếu nhập bằng ba thì mình phải hiển thị thêm cho nó một cái câu gì đấy đúng không. Thì ở đây mình sẽ xử lý trường hợp này nhá, ở đây khi mà người dùng nhập một này đấy, thì ở đây, ngoài cái trường hợp nhập một ra thì ở đây mình sẽ else tiếp, nếu như cái người dùng chọn mà bằng bằng hai này thì mình sẽ hiển thị ra cho nó một câu nữa. Cảm ơn vì da đen, cảm ơn vì đã đến đấy, cảm ơn vì đã đến. Còn nếu không sao, nếu như người dùng không sao thì mình sẽ hiển thị ở đây tiếp cho người dùng. Xin chào. À không, người dùng đang nhập sai mà. Nhập lại đi. Nhập lại đi, sai rồi. Đấy. Rồi, bây giờ mình bấm chạy thử xem nhá. Ví dụ như trường hợp này. Mình nhập vào một này. Đấy, người dùng chào mừng, người dùng chọn một này, mình nhập vào ba này, nhập sai rồi đấy, nhập lại đây sai rồi, ví dụ mình nhập xong rồi mình nhập vào bốn này vẫn nhập lại đây sai rồi này đấy, mình nhập vào hai này
Cảm ơn vì da đen. Rồi ok đấy, xong bây giờ mình xử lý tiếp trường hợp ví dụ người dùng không nhầm vào số, người dùng nhầm vào chữ nhá, nó chương trình sẽ xảy ra lỗi luôn. Tại sao lỗi luôn? Tại vì đơn giản thôi, ví dụ mình nhập vào cái chữ ư chẳng hạn thì nó không thể chuyển thành số được, đúng không? Thì nên là mình sẽ có một giải pháp, đó là mình dùng hàm try catch. Try catch là để bắt cái sự kiện mà code xảy ra có khả năng có lỗi. Đấy, có khả năng có lỗi. Thì đây thì mình sẽ nói rõ hơn cái vấn đề này ở một cái video tiếp theo nhá. Ok, thì ở đây mình sẽ kiểm tra, các bạn cứ hiểu đơn giản này. Khi mà mình đang lấy cái người dùng, cái dạng chữ mà người dùng nhập vào ấy, cái số người dùng nhập vào ấy, mình chuyển về dạng số biến in. Mà trong khi đấy có xảy ra cái trường hợp gì có lỗi, ví dụ như trường hợp này, thì hàm này sẽ không chạy, nhưng chương trình sẽ không chết mà nó sẽ nhảy vào trong này. Thì đây mình sẽ kiểm tra. Và nếu như mà nhảy vào trong cách này chẳng hạn thì mình sẽ gán cái biến chọn này bằng -1 đấy, để khi chạy đến hàm này nó vẫn thấy là người dùng đang nhập sai và nó yêu cầu người dùng nhập lại. Và cái lỗi ở đây không phải là lỗi exception, mà lỗi ở đây sẽ là lỗi lumber format exception. Nghĩa là sao? Là chuyển string về int có vấn đề đấy. Thì lỗi thôi. Ok, run nhá. CF6 à. Này, bây giờ ví dụ mình nhập vào một cái chữ này. Đấy, nhập sai rồi nhập lại D, mình nhập vào số 3 này. Nhập sai rồi nhập lại D, số 1 này. Người dùng chọn 1 này, đấy, 2 này. Cảm ơn vì da đen. Ok. Đó. Rồi, đấy là phần đầu tiên. Nhưng khi mà hiển thị menu này xong thì mình nhìn này đang có vẻ đang hơi rối. Các bạn có thấy rối không? Mình thấy rối. Thì bây giờ mình muốn chuyển nó về làm nào nhìn cho nó đỡ rối chứ đã. Thì mình sẽ chuyển nó về dạng kiểu hàm ấy. Đấy. Thì bây giờ trong game nối từ này mình sẽ tạo ra cái hàm này. Thì private này. Hello, public trước nhỉ. Mình sẽ tạo ra một hàm là public này. Hàm void đây này. Hàm này có lỗi nhiệm vụ là run. Đấy. Đó, sẽ mình sẽ copy. Đó, copy. Đấy, nôm na là ở trong trường chắc cấp ở trong trường hay đi học ở trung tâm thì chắc người cũng ít khi người dạy các bạn là không nên copy, nhưng mà cái trường hợp này thì có thể copy được, bởi vì copy nó đỡ mất công phải gõ thôi. Đấy, cứ copy ra thêm 3 hàm đi, từ từ dùng dần. Sau đây mình sẽ đặt là private void đi. Hàm này mình sẽ có nhiệm vụ là hiện menu này, hiện menu đấy, thì sẽ copy cái thằng này đấy để lên trên này, thì hàm này sẽ chỉ có nhiệm vụ hiện menu thôi đúng không? Đấy. Còn hàm run này nó sẽ hàm chứa vòng while. Chứa vòng while. Thì đấy, mình sẽ copy cái biến người dùng chọn này thì sẽ để ra đây. Đấy, thành cái biến của cái class này luôn. Còn biến ở đây sẽ chỉ chạy vòng while thôi. Đấy. Thì trong khi người dùng chọn hai thì mình sẽ đầu tiên mình sẽ hiện cái menu ở trước đấy chấm phẩy, sau đó tiếp đến này, sau đó tiếp đến này thì mình sẽ gọi là cái hàm là thôi tạm thời xóa hai hàm đi, hàm hai là mình chưa cần đâu, sau đó sẽ xử lý tiếp cái thằng này đấy, xử lý tiếp thằng này đó. Đây thì mình sẽ copy và mình để bên dưới cái chỗ hiện menu này đấy, và sau này mình sẽ xóa hết code này đi này, mình sẽ xóa toàn bộ đi này. Đấy, ở đây mình sẽ gọi hàm là mình sẽ tạo ra biến là game nối từ này, mình đặt là g đi, bằng new game nối từ này. Xong bên dưới mình chỉ cần gọi g chấm run đó. Xong bây giờ nhá, mình sẽ ấn CF6 này, đó nó sẽ vẫn hoạt động như bình thường các bạn nhé. Ví dụ mình sẽ nhập vào là 3 đi. Đấy, nhập sai rồi nhập lại đi. 1 này, người dùng chơi số 1. Ok, đó. Đã xong.
Rồi bây giờ đến tiếp theo thì cải tiến cái code này của mình, cải tiến code của mình cũng như các bạn. Thì bây giờ mình muốn này, khi mà người dùng, ví dụ người dùng hiện lên đây này, mình muốn hiển thị cái câu là vui lòng lựa chọn này đấy, và nếu như người dùng nhập sai này thì nó sẽ không quay lại cái vòng này nữa, mà nó sẽ vẫn yêu cầu người dùng phải nhập một trong hai này đó. Thì mình sẽ xử lý tiếp theo. Thì đầu tiên là mình ở đây mình sẽ tạo ra biến trước, public này, pub public static int. Mình sẽ đặt gây là biến này gọi là biến chọn, chọn chọn chơi, chọn số 1, chọn chọn một đi đấy, bằng một này. Tiếp theo nữa mình sẽ copy này. Cái biến này sẽ là chọn thoát này. Cái số chọn một nghe không hiểu lắm nhỉ, nghe không dứt nghĩa lắm nhỉ. Chọn chơi máy khó đó, chọn thoát là bằng hai này, ok chưa? Vào đây nhá, vào đây mình sẽ viết ra thêm một cái hàm nữa bên dưới này, void đi người dùng chọn, người dùng chọn. Và trong hàm này thì mình sẽ hiển thị cái câu là vui lòng nhập số lựa chọn. Nghe nó dài dòng quá. Vui lòng nhập lựa chọn, ok, hai chấm một cái nó xuống dòng. Và đây mình sẽ copy cái đoạn này, đây mình copy nguyên đúng không này, mình paste vào đây đấy, nhưng mình sẽ thay đổi đi một chút đấy. Mình sẽ để nó trong vòng while, để nó trong vòng while chu nhá, yên tâm các bạn, để while chu sẽ làm lại liên tục, nhưng mà các bạn yên tâm đi, mình sẽ thêm một đoạn code nữa thì để nó không làm lại liên tục, ok. While chu ở đây nếu như mà cái này, cái hàm người dùng chọn này sẽ có nhiệm vụ là sẽ nhận cái giá trị người dùng chọn, và nếu như mà người dùng nhập xong mà nó đúng là một con số mà nó không có vấn đề gì thì mình lập tức mình sẽ break đó, mình sẽ lập tức sẽ break đấy. Nên mình sẽ copy cái, à không không, chưa break vội, quên, chưa break vội. Ở đây mình sẽ copy luôn cái thằng này để xuống dưới này đấy. Thì sau khi người dùng nhập xong này, nếu như mà không có vấn đề gì thì mình sẽ tiến hành kiểm tra, còn nếu không có vấn đề gì thì mình sẽ tiến hành kiểm tra xem người dùng chọn một hay chọn hai, đúng không, chọn một hay chọn hai, còn nếu không thì là nhập sai rồi thì nhập lại đi, nó sẽ hiển thị chữ nhập sai rồi, nhập lại đi. Và nếu như mà người dùng nhập mồi một thì mình sẽ cho nó break, là nhập đúng lựa chọn một hoặc hai đấy thì sẽ break. Và còn nếu người dùng chọn hai là đúng một trong hai lựa chọn này thì sẽ break, còn nếu người dùng nhập sai thì mình sẽ hiển thị câu nhập sai và bắt người ta phải nhập lại, thì đúng là câu này phải để xuống bên dưới này đấy đấy, ok chưa? Thì bây giờ thay vì thế thì mình sẽ xóa hết cái hàm này đó, và mình thay vào cái hàm là người dùng chọn đó. Rồi xong, bây giờ nhá, mình sẽ bấm run này,
Đó thì nó sẽ hiển thị chữ vui lòng nhập lựa chọn này, ví dụ mình nhập vào ba hàng ạ. Đấy thì nó sẽ hiển thị tiếp là nhập sai rồi, nhập lại đây vui lòng nhập lựa chọn, mình nhập vào một này. Đấy thì là nó sẽ hiển thị người dùng chọn một xong sẽ quay lại hiển thị cái menu, đúng chưa? Đấy. Ok. Rồi bây giờ cải tiến thêm một xíu nữa. Cải tiến thêm một xíu nữa. Bây giờ là mình muốn là người dùng chọn số bao nhiêu thì chọn, nhưng mà sau khi lựa chọn xong ấy thì mình muốn xử lý cái sự lựa chọn người dùng ở đây. Thế hiện tại mình đang xử lý cái sự lựa chọn người dùng ở đây rồi. Đấy thì phải làm như thế nào? Thì đơn giản thôi. Bây giờ ok thế thôi nhỉ, thế thôi như này thôi. Ok bây giờ mình sẽ cải tiến thêm một chút là bây giờ ví dụ hiện tại là người dùng đang chọn số 1 và số 2 và mình đang kiểm tra cái ở đây, nhưng mà ví dụ mai kia phát sinh ra nhiều cái yêu cầu hơn chẳng hạn, mà viết như này thì nó không hay cho lắm đấy, thì nên là mình sẽ thay vì xử lý thế này thì mình muốn cái hàm người dùng chọn là chỉ cho người dùng chọn thôi, và nếu như người dùng có nhập vào sai thì là yêu cầu người ta nhập lại thôi. Nên là bây giờ mình sẽ copy hàm break này mình để đây, có người dùng chọn nếu như mà người dùng nhập vào số ấy, mà chuyển ra dạng số được thì ngay lập tức sẽ thay đổi, còn nếu như mà không hợp lý lắm nhỉ. Ok, có vẻ như là đã hoàn hảo rồi. Có vẻ như là đã hoàn hảo rồi đấy. Bây giờ mình sẽ sửa lại một xíu thôi. Có nghĩa bây giờ thay vì ở chỗ này mình kiểm tra người dùng chọn là một thì mình sẽ thay cái số 1 bằng cái số này. Đấy, người ta chơi với máy khó, và thay cái chọn thoát bằng số 2 này. Đấy, bằng người ta chọn thoát. Đấy. Thì và ở trên này mình sẽ kiểm tra thêm ở đây, có nghĩa sau khi người dùng chọn rồi thì mình sẽ hiển thị ở đây đó, người dùng chọn một hoặc là chọn thoát ở đây, còn ở đây mình sẽ không hiển thị thêm câu gì cả đấy, trừ cái câu nhập sai rồi nhập lại đi đấy, mình sẽ copy luôn câu ở dưới này nữa đấy, nhập nhập lại đây nhập sai rồi, với trường hợp người ta cố tình nhập một chữ, và mình sửa lại một xíu nhé, thanh chữ tiếng Kinh đã nhập sai rồi, nhập lại đây còn lại không phải lịa. Sorry, nó rồi bây giờ mình sẽ thử nhá, thử lần cuối này lại xem ngon chưa này. Rồi vui lòng nhập lựa chọn, bây giờ mình chọn là một này. À, mình chọn là khác đi, mình chọn là ba đi. Đấy, nhập sai rồi nhập lại D, mình nhập là chữ này. Vẫn nhập sai rồi nhập lại D, mình chọn là một này. Ok, người dùng chọn một. Đấy. Xong ngay lập tức nó quay lại. Đấy thì cái người dùng chọn một thì mình sẽ xử lý sau. Đó, bây giờ mình nhập vào hai. Ok, cảm ơn vì da đen. Ok. Rồi. Đấy là mình đã hoàn thành xong cái bước đầu tiên, đó là bước hiển thị cái menu. Đúng chưa? Đấy nó sẽ còn nhìn như các bạn nhìn trên này thì nó sẽ còn khá khá cái phải làm nữa, nên là hẹn các bạn ở video tiếp theo. Mình là Du MV, chúc bạn học lập trình vui vẻ.